Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm điêu khắc toàn quốc năm 2015 với sự tham gia của hơn 15 tác giả và 20 tác phẩm điêu khắc đương đại. Đây là một trong chuỗi sự kiện của tuần lễ nghệ thuật mang tên Art in the Forest do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ tài trợ nghệ thuật Flamingo Đại Lải tổ chức, một hình thức xã hội hóa thiết thực nhằm đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với công chúng. Những tác phẩm điêu khắc sáng tạo, mang tính ứng dụng cao, trở nên vô cùng gần gũi, phù hợp với những không gian xanh nơi công cộng, đem đến những phút thư giãn cho người xem. Những tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Đó có thể là những cánh hoa sen, những giọt nước hay ánh mặt trời, được các tác giả sắp đặt một cách hài hòa trong không gian mở, đem lại cho người xem những giây phút thư giãn thoải mái ngày cuối tuần. Ngắm các tác phẩm nghệ thuật thì tôi cảm thấy là các tác phẩm nghệ thuật ở đây rất là, tức là đưa mình hòa mình vào thiên nhiên và có những cái cảm nhận là rất là tự nhiên và cảm cho mình thấy thoải mái, mà đặc biệt là sau những cái ngày làm việc mệt mỏi thì mà được hòa mình vào thiên nhiên và về được thư giãn tại đây thì thật là tuyệt vời. Không chỉ mang đến sự hứng khởi, khích lệ các nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm điển hình trong phong cách nghệ thuật này, mà đây còn là cách để đưa nghệ thuật điêu khắc, thứ nghệ thuật vốn được coi là trừu tượng, hàn lâm, đến gần hơn với công chúng. Tôi nghĩ là đây là một cái biểu hiện rất tốt cho cái việc mà xã hội hóa các cái hoạt động nghệ thuật, các cái doanh nghiệp, cụ thể như là cái chỗ chúng ta đang đứng đây là cái khu resort Flamingo ấy, là họ đầu tư vào làm các cái tác phẩm. Rồi thì những các cái doanh nghiệp có thể người ta đầu tư, và như thế thì xã hội sẽ thêm nhiều tác phẩm mà cũng không thêm cái gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tôi cho đây là một cái hình thức rất là tốt. Bên cạnh trại sáng tác, năm nay sẽ có thêm các hoạt động nghệ thuật khác như biểu diễn nghệ thuật đường phố graffiti, biểu diễn hát chầu văn, trình diễn múa ba lê, triển lãm tranh. Tuần nghệ thuật Art in the Forest sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 11 tới.